Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một clip đi xin tiền người lạ xem người ta có cho tiền chúng tôi không. Thì cái lý do chúng tôi xin tiền sẽ là bị người ta cướp hết sạch tiền, muốn xin tiền để đi về quê. Ok. Ôi, với cháu bị nó cướp hết tiền, không có tiền về quê, ông có thể giúp cháu cho cháu mượn cái tiền cháu về quê không ạ? Không, cháu không có tiền, cái gì cháu mình trả được mấy nghìn bạc. Để thôi cho cao hơn rồi. Anh ơi, anh vừa em bị cướp, nó cướp hết đồ, không có tiền về quê, anh có thể cho em mượn một chút tiền em về quê được không anh? Viên viên. Cướp nó cướp hết đồ, không có tiền về quê, anh có thể cho em. Hết tiền, tao không còn tiền về quê, bác có thể cho cháu mượn chút tiền cháu về quê không? Mày định lừa tao à? Mày không. Bà ơi. Ừ. Bà ơi, cháu có thể nhờ bà chút việc được không? Ừ, không biết chỗ nào. Bà ơi, cháu vừa mới bị cướp, nó cướp hết sạch tiền rồi. Bây giờ cháu không còn tiền để về quê, thì bà xem bà có thể giúp đỡ cho cháu mượn tạm chút tiền cháu về quê được không? Bà có tí chút thôi. Bà có chỗ cháu rồi. Quê cháu ở đâu? À, quê cháu ở Mai Điện Biên, cách đây xa lắm bà, nhưng mà cháu không có tiền về quê. Tiền thì bà có ít chút này không đủ được. Thì bà xem bà có thể giúp đỡ cháu cho cháu mượn tạm chút tiền được không? Bà có một ngày là sẽ thương cháu để cháu về quê. Vâng, cháu cảm ơn. Cảm ơn vì bà đã giúp đỡ cháu, vì cháu không ai giúp đỡ cháu cả. Nhưng giờ cháu phải nhờ bà được. Cháu rất cảm ơn bà giúp đỡ cho cháu mượn tạm tiền về quê. Cháu không biết nói gì hơn thì cháu hiểu biết chút vài lời. Cháu cảm ơn số tiền này. Cháu xin chào bà, cháu về quê. Bà có ý là giúp đỡ cháu, cháu về quê sớm có tối. Cháu cảm ơn. Thế sao bà lại nằm đây thế này? Đi lang thang ở đường thế để mà nằm. Vậy. Vâng, vậy khổ thân bà nhiều. Vâng, vậy thôi, cháu cảm ơn bà, cháu chào bà, cháu đi ạ. Ừ, cháu chào bà, cháu đi.